Trong cái bài lab 5, thầy sẽ sử dụng cái slide của chúng ta để demo một phần. Như vậy, trước tiên là thầy sẽ có cái DaVinci. Trong này, thầy đã tạo một cái lab 5. Chú ý ở chỗ này, cái cách tạo cái Maven cho cái thằng Dynamic Web nó khác so với lại một dự án Maven bình thường. Thì trước tiên là bạn phải tạo cái Dynamic Web không phải là Maven trước, để cho nó mới chèn các cái thư viện liên quan đến Serverless vào. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta mới convert nó qua Maven. Cái này bài hôm trước mình đã nói rồi, nhắc lại để các bạn chú ý thôi. Và trong cái Maven này, thầy đã đưa vào một số cái DMC cần thiết để mà mình thao tác dữ liệu luôn. Ví dụ như Hibernate thầy đã đưa vào. Rồi Validator, rồi SQL, DDBC, JavaWare, rồi GSTL, BinUtil, Log4j để mà thao tác ghi nhận thao tác dữ liệu chúng ta cũng cần. Vậy phần này thầy sẽ chuyển cho các bạn luôn. Java 4j Core. Đấy là những cái DVC mà cần thiết cho một dự án. Thì chúng ta có thể là thừa với một số cái yêu cầu không cần, nhưng mà nó cũng thường xuyên sử dụng, cho nên các bạn có thể đưa cái DVC này vào. Và tùy thuộc vào cái phiên bản của cái GDK, tùy thuộc vào phiên bản của các bạn xài tâm kết mấy ha. Còn thầy đang xài ở đây là tâm kết 9. Còn các bạn tùy nha. Nếu như mà các bạn xài tâm kết 10 thì cái thằng Java X nó đổi thành gì các bạn? Jakarta. Đó, thì các bạn nhớ đổi thư viện lại Java X thành Jakarta. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị file persistent. Vậy thì các bạn sẽ vào trong cái dự án của mình, vào trong Java Resource, các bạn sẽ new một cái folder ở trong cái SRC này nè. Bạn new một cái folder, bạn chọn new một cái folder và bạn đặt tên cho cái folder đó là meta.inf, meta.inf. Bạn vô cái sọt á, src. Lúc mà bạn mới tạo project thì nó có như thế này. Bạn chọn new folder. Trong này bạn sẽ tạo một cái file là persistence xml. Khi mình mở cái file này thì nó là file cấu trúc, văn bản có cấu trúc, cho nên nó mở ra cái dạng như thế này. Mình muốn nhìn nó theo cái dạng mà test thì mình bấm vô sọt, bấm vô đây. Đó, thì nó ra ở dạng này. Và cái mình quan tâm thì các bạn đưa giúp cho thầy là mình sẽ thao tác trên cái class là entity.user, là thầy đã tạo ra cái entity.user ở đây. Mình chỉ định ra để tí nữa nó chạy. Và cái thứ hai là cái property, tức là những thông số mình sẽ đưa vào. Nó giống gửi mail không? Giống giống gửi mail đúng không? Nó liên quan đến cái property nè. Và tất cả những thông số này được lưu ở đâu? Lưu ở L5 poly OE. Thầy lưu tất cả những cái thông tin này với cái tên là L5 PolyOE. Tí chú ý dùm cho thầy cái chữ này, tí nữa mình sẽ xài ở chỗ khác. Và trong cái này thầy sẽ chỉ đường dẫn đến đâu: SQL Server Localhost cổng 1433, database của thầy là PolyOE. Vậy thì trong cơ sở dữ liệu có PolyOE,
đúng tên giúp thầy nhé. Tốt nhất thì các bạn sẽ lấy chuột vô đây, nó sẽ đưa ra giống như là bạn đang rename á, copy một cái qua bên này, dán vô sau dấu bằng. Để làm gì vậy? Tại sao không gõ? À, lỡ bên kia mình gõ sai. Ví dụ polioe mình để là polior chẳng hạn, mình gõ nó nhầm phím thì copy qua bên này nó sai luôn. Mà sai với sai thành đúng. Nó mới chạy được. Chứ bên kia mình gõ sai, bên này mình cố tình gõ đúng, là hai cái nó khác nhau thì nó sẽ không chạy. Nói chung đúng đúng là đúng thì tốt, còn lỡ sai thì cho sai luôn, là sai với sai thành đúng, nó mới chạy được. Rồi, đó là cơ sở dữ liệu. Và user của mình là SA, password của mình là 123. Đây là thông tin của file permission, persistent. Các bạn có thể sử dụng thông tin này nếu cần. Được chưa? Tiếp tục làm gì nữa? Mình đang chuẩn bị file cấu hình. Tiếp, nếu như ở cái đoạn mà nó sẽ tạo ra cái kết nối và thực hiện kết nối, ở đây người ta đang dùng hai dòng lệnh đúng không, thì có phải kết quả cuối cùng là trả ra cho mình một cái entity manager đúng không? Phải không? Kết quả cuối cùng. Cho nên thầy có thể gom hai cái dòng lệnh đó vào đây. Dòng lệnh thứ nhất là thầy lấy entity manager factory, thầy sẽ tạo ra một cái kết nối thông qua cái persistent L5 polyOE. Cái chữ L5 polyOE này nó nằm ở đâu vậy? Nằm trong cái file persistent. Tức là mình thiết lập tất cả những cái thông số trong cái property đó, mình lưu lại với một cái tên gọi là L5 polyOE. Vậy bây giờ chỗ này nó muốn kết nối thì nó lấy bên kia là server ở đâu? Là localhost 1433. Cơ sở dữ liệu là gì? Polyoe. User SA. Password 123. Thì nó sẽ kết nối vô cơ sở dữ liệu. Nếu kết nối thành công, tạo ra cho mình một cái phiên làm việc bằng cách create entity manage và trả ra cho mình. Nếu kết nối thành công, trả ra đây. Được không? Như vậy thầy đã kết hợp cả hai lệnh vô trong một đoạn code. Bạn có thể không cần kết nối như vậy, bạn copy nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ chạy nha. Thứ nhất là thầy sẽ tạo ra một cái file để thực thi cái này. Thầy sẽ dùng cái GBA UT, và một cái là thầy không cần dùng. Thầy sẽ tạo ra một cái lớp class gọi là bài 2 new. Hồi nãy là thầy tạo bài 2 rồi, bây giờ thầy tạo bài 2 new. Trong cái bài 2 new này, mình sẽ chạy và mình xuất dữ liệu ra console, cho nên mình không cần serverless. Chưa cần serverless nha. Bài lắp 5 bài 2 là chưa cần. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có hàm main. Chúng ta tạo ra một cái kết nối, sau đó chúng ta sẽ thực hiện. Và ở chỗ này thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình nè. Đây là cấu trúc chung. Và người ta nói rằng bạn sẽ giúp tạo ra, à cái này là bên slide. Bây giờ mình nói bên lab luôn đi. Đây, bên này chúng ta sẽ có một cái cấu trúc chung ở đây, và người ta nói rằng bạn sẽ tạo ra là create, update, delete, file on, file by role, file by keyword, file one, file bay 3 năm. Thì bây giờ mình tạo thằng create trước.
Tức là thêm vào cơ sở dữ liệu một user nữa, được không? Được ha. Như vậy thì trong cơ sở dữ liệu lab 5 của mình đã làm gì rồi? Một cái file persistent. Mình mới một cái file này thôi đúng không? Thêm một cái nữa là một cái user. Hồi nãy mình nói rồi, user thì người ta có cấu trúc sẵn rồi đúng không? Trong này mình có là gì? User ID, admin, email, full name, password. Tất cả những trường này, nếu bạn làm cái tên này nó trùng với cái ID ở bên SQL. Đây, cái table của mình ở đây. Trùng không? Trùng không? User ID, password, full name, email, admin. Trùng. Thì mình không cần cái annotation gì. À, column. Mình không cần. Còn nếu như mà bạn khác tên, thì bạn phải chỉ cho nó. Cái entity này, nó có cái thuộc tính này tương ứng với cái column nào bên kia. Mình phải chỉ ra. Còn nếu như mà giống nhau thì khỏi chỉ. Biết rồi. Khỏi chỉ. Nhìn thấy là biết anh em rồi. Được không? Tùy các bạn ha. Bây giờ thầy không chỉ. Tí nữa các bạn code thử, mình sẽ sửa một cái field đi, là nó sẽ báo lỗi ngay. Sau khi mình có xong thì bạn tạo giúp cho thầy cái này, create một cái constructor mà không có tham số, và getter setter. Được không? Dễ không? Dễ ha. Bên database có gì thì bên này có đó. Như vậy mình đã tạo được một cái class gọi là entity. Class này gọi là entity. Tương ứng với cái table bên kia là user. Có S. Được không? Entity này mục đích là để thao tác cơ sở dữ liệu với lại bên database thông qua cái bảng user có S. Cấu trúc trong bài lab có luôn rồi. Nó y chang vậy luôn đó. Nhưng mà nó có cái annotation column thôi. Còn bên thầy, thầy bỏ. Tiếp. Bây giờ dùng nó nè. Mình đã có file persistent rồi. Mình đã có một entity rồi. Bây giờ đối với lại bài 2. Mình sẽ có một cái hàm là create. Hàm này có chưa? Phương thức này có chưa? Chưa có đúng không? Chưa có gọi sao được. Muốn hết lỗi làm sao? Lấy chuột vô đây. Nó bảo một tạo cái method này đi. Bấm vô. Hết lỗi chưa? Rồi. Trong method này mình làm gì? Trong method này các bạn copy nguyên cái cấu trúc này vô cho thầy. Đây. Nguyên cái cấu trúc này luôn. Ctrl C. Ctrl V. Bây giờ nó sẽ hỏi nè. Cái entity này chưa được import. Mình sẽ nhấn Ctrl Space. Nó gợi ý cho mình import vô đây. Import Java X Persistent. Tiếp tục. Ở phía sau cũng Ctrl Space. Import. Tiếp tục Ctrl Space. Import. Hết lỗi chưa? Hết lỗi. Sau khi mình tạo kết nối và mình thực hiện một cái class để giao dịch, thì bây giờ bắt đầu giao dịch nè. Transaction begin. Bắt đầu. Và bây giờ mình sẽ đưa dữ liệu thao tác vô đây. Chỗ này là cập nhật thao tác. Đưa lên đây cho nó dễ nhìn thấy. Mã thao tác của mình. Mình làm gì chỗ này? Mục đích của mình là làm gì đây?
create tạo mới. Như vậy trong cái code tạo mới thì người ta hướng dẫn cho mình là tạo một cái user và chèn cái user đó vào được không? Copy, Ctrl C. Ở đây Ctrl V, Ctrl Shift F cho nó định dạng lại. User, đây chú ý, user trong cái class này mình mới tạo, nó không thấy user đâu cả. Lý do là chỗ này thầy tạo controller mà user nó nằm bên entity, nó đâu có cùng package đâu thấy. Làm sao? À, import vào control space. Nó nói là user tôi thấy nằm ở bên này nè, đúng không? Đúng. Hết lỗi. Được chưa? Cái code ở trong bài lab là người ta để là set ID. Còn trong các lab này thầy viết khác. Cho nên thầy xóa cái set ID đi, control space lên. Set gì đấy? Set user ID. Cố tình như vậy để cho các bạn thấy khi mình bét vào nó phải lỗi mình sửa. Chứ còn mình bét vào mình không sửa gì hết á thì mình không có nhớ. Mình cứ dán vô chạy thì nó hơi vô lý, đúng không? Mình phải sửa để mình control được, à tại sao nó sai thì mình mới control được code. Rồi ok. Tương tự như vậy, chỗ này full name đổi cho thầy nó là cái gì? Full name, email, password, đúng. Rồi chèn vào. Bây giờ chèn nó lỗi nè. Lý do hồi nãy thầy chèn rồi, bây giờ chèn nữa là nó lỗi. Bởi vì cái ID này nó là primary key, mà hồi nãy thầy chèn là tèo rồi, bây giờ chèn nữa là nó lỗi. Đó. Bây giờ thầy sẽ đổi lại. Chỗ này là bình TQ đi. À, username Trần Quang Bình, password Bình TQ 7 a@fpt.edu.vn. Rồi em email, password 1234. Chèn. Sau khi mà thực hiện cái lệnh là persist entity, tức là chèn cái user đó vào cái và tập thực thể, nếu chèn được thì ok, nếu không chèn được thì làm sao? Run back lại, trả lại dữ liệu cũ, được không? Rồi chỗ này commit là thực hiện. Tiếp tục em, tức là entity manage factory, hai cái đó mình mở thì mình đóng. Và bây giờ chú ý nè, cái này mình chạy có serverless không? Không. Cho nên bài này mình chọn run, các bạn chọn run application, không phải run on server. Khi nào mình đẩy nó lên serverless thì mình mới run on server. Còn tại thời điểm này nó là run application. Run application. Yes. Thực thi. Lỗi. Lỗi gì đây? Set ID string. Ủa sao set ID gì đây nữa? Set user ID mà mình chưa lưu à? Chưa lưu. Nó lấy dữ liệu cũ, nó biên dịch. Gì nữa đây? Polioe, rồi sai. Thấy chưa? Thấy sai gì chưa? Nó báo lỗi nè. Khi các bạn sai đừng có hoang mang nha. Nó báo nè. Cái entity manage name là polioe, tôi không có thấy.
Thì cái tên mình tạo bên kia là gì? Cái tên mình tạo bên permission này là persistent này là gì? L5 polioe control C. Qua đây control V lưu lại. Chạy lại lần nữa. Hình quá, hết lỗi. Hình thôi, đúng không? Tiếp. Bây giờ mình chèn rồi mà mình không biết được là nó có hay không. Chắc gì có. Báo thành công nhưng mà thầy muốn xúc câu này dễ mà, đúng không? Cứ try kết. Trong trai cũng để thành công mà kết cũng thành công luôn. Nhìn vô làm sao biết? Có phải là kiểm thử không? Bây giờ làm sao biết? Mình không truy cập được vô cơ sở dữ liệu, làm sao mình biết là nó đúng? Thì mình phải nhanh nhanh viết cái hàm gì? Nhanh nhanh viết cái hàm gì trước? Viết cái gì trước? Update bỏ đi, delete bỏ đi. File on trước. Để mình kiểm tra nó có không. Còn update delete từ từ. Được chưa? Rồi, bạn viết cái mã cho thằng file on giúp thầy. Vô đây, control, dán vô. Lỗi. Làm gì nữa? Click vô đây, create dùm cho tôi một cái. Rồi đây. Code đúng không? Copy, bỏ vô. Dễ quá mà. Thầy làm sao mà cứ copy bỏ vô có điểm là sao trời. Được không? Copy bỏ vô có điểm liền không? Hả? Không. Sao không? Tiếp. Chỗ này nó nói rằng là cái type query này chưa có tìm thấy. Chèn vào control space. Gì đây? Control space. Rồi, type query được chèn. Còn gì nữa không? OM này đâu ra? OM này đâu ra? AM này đâu ra? Là cái này nè. Đó. Rồi mình phải copy cái thằng này xuống. Copy thằng này lên. Nó phải có cái kết nối dữ liệu thì nó mới chạy được chứ. Đúng không? Nó phải có kết nối cơ sở dữ liệu nó mới chạy được. Rồi. Này list chưa có, control space để cho nó chèn cái list vào. Gì nữa? User get full name không có. Chỗ này thầy sẽ sử dụng một cái phương thức mà bên user này thầy viết là gì? ToString. Thầy viết lại phương thức này. Biết cách chèn phương thức override này không? Thay vì là mình viết từng cái đoạn một thì mình làm gì? Sort override cái thằng toString. Bao nhiêu thuộc tính nó tự động nó chèn hết cho mình. Mình đâu có viết gì đâu. Được không? ToString được không? Rồi. Chỗ này thay vì là mình viết từng cái đúng không? Bỏ này đi. Làm gì? S-E-S-O-U-T. Chỗ này user.toString. Được không? Nhớ là phải viết thêm phương thức rồi sử dụng phương thức rồi cho nó linh hoạt lên nha. Chỗ này chúng ta sẽ nhớ close hai cái thằng này lại một cái. Tại vì mình mở ra thì mình nên đóng. Cơ chế của những thằng mới là nó tự đóng nhưng mà mình nên cẩn thận thì tốt hơn. Có mở thì có đóng. Rồi, GA không tạo nữa. Tạo nữa nó lỗi đó. Tại vì cái bình TQ là tạo rồi. Nếu muốn thì thêm thằng mới. File on. Run. Application. Hình
Hên quá. Ra rồi, đây. Ông Bình đâu? Ông Bình chơi này nè. Thấy không? Mới tạo nè. Bây giờ chỗ này không tin đúng không? Có vẻ như là các bạn không tin đúng không? Rồi thêm. Tính không? Đây, TQ2. Bình 2. 72. Password ABC. Rồi, mình vừa chèn vào. Thêm mới. Vừa in ra danh sách mới. Đây, coi thử. Bình 2. Bình 72. Full name Bình 2, tin chưa? Còn cái gì nữa cập nhật với lại delete tự làm được không? Một code có sẵn gì copy dán vô sửa thôi mẹ. Dễ không? Dễ không? Dễ nha. Rồi, chú ý chỗ này tí xíu thôi. Cái thằng mà file on này nè các bạn, đi qua bài lắp 6 thì nó không phải là xuất ra, không có xuất ra. Không xuất. Mà nó làm gì? Nó trả về một cái list. Chỗ này là một cái list danh sách. Hoặc là bạn file theo điều kiện gì đó thì nó trả về một cái list. Còn khi có cái danh sách này làm gì? Đó là chuyện của thằng front end. Còn thằng back end xong rồi đó. Mình tách ra hai việc. Đây là việc làm của back end nè. Đến đây là back end xong rồi nè. Lấy được dữ liệu, đẩy được dữ liệu đó lên một cái list là xong việc của thằng back end. Rồi từ cái list này front end muốn làm gì là chuyện của front end nha. Thì bạn mới tách biệt được hai cái nhiệm vụ ra. Chứ còn nếu như mà bạn không tách được như vậy thì bạn không thể lắp ghép được. Không thể làm theo dạng là Lego được. Và cái mấu chốt của mình là đang nằm ở chỗ là list này nè. Được không? Rồi tiếp tục demo bài lắp 5 giúp thầy. Lắp 5 đây là bài 1, bài 2 đó. Phần này là bài 1, bài 2.